Xin chào các bạn. Trong video clip này thì mình sẽ trình bày lại những cái định nghĩa, những cái vấn đề cơ bản về mạch điện AC. Để qua chương sau chúng ta sẽ học về các cái phương pháp giải mạch điện AC. Thì đầu tiên mình xin trình bày về vấn đề là tại sao chúng ta lại cần dùng điện AC mà không phải là điện DC. Mặc dù là dòng điện DC là dòng điện được con người phát minh, con người tìm thấy đầu tiên, thì lý do cơ bản là điện AC chúng ta có thể nâng hoặc là hạ cái mức điện áp một cách dễ dàng hơn là điện DC thông qua cái thiết bị gọi là máy biến áp. Thì tại sao chúng ta lại cần nâng với hạ áp? Nó liên quan tới vấn đề về truyền tải điện năng. Chúng ta thử tìm hiểu xem một cái ví dụ sau đây về lý do tại sao chúng ta phải nâng hạ điện áp. Giả thiết như để đảm bảo cho một cái băng tải nó quay hoặc là một cái dây chuyền nào đó hoạt động, chúng ta cần đưa vào một cái tải là 10W chẳng hạn. Tải lưu ý các bạn là người ta tính theo watt, tức là công suất B của tải. Đây là một cái mức năng lượng tiêu thụ theo thời gian đủ để thực hiện một cái công nào đó. Lưu ý các bạn như vậy. Chúng ta không có tính theo, người ta không tính theo U hoặc là Y mà người ta tính theo B. Để nấu một nồi cơm điện thì cần công suất bao nhiêu? Còn việc người kỹ sư chọn lựa giá trị U và Y như thế nào, đó là việc của người kỹ thuật. Còn trong thực tế, nó sẽ đòi hỏi cái quan trọng nhất là công suất này. Trong ví dụ này mình lấy là 10W, ở trong thực tế thì mình có thể là 100W hay là 40W bóng đèn, vân vân. Đấy. Như vậy người kỹ sư, nếu như chúng ta có B bằng 10W, chúng ta có định nghĩa B nó sẽ bằng là U nhân với lại Y, là công suất qua một cái thiết bị. Ở đây, nếu như người kỹ sư chọn điện áp là 10V chẳng hạn, thì lúc này dòng điện của mình là B chia cho U thì nó sẽ bằng là 10W chia cho 10V. Đây mình ghi ra. 10W chia cho 10V thì dòng điện lúc này là 1A. Đấy, 10V. Lúc này là 1A. Đúng không các bạn? Rồi. Thì cái đây nó phát sinh vấn đề gì? Nó phát sinh vấn đề chỗ dòng điện này. Nếu như 10W là 1A thì người ta cần cái dòng điện chỗ này, cần cái dòng điện chạy qua thiết bị chỗ này là 1A, và do đó thiết dòng điện này nó sẽ tương ứng với một cái tiết diện của cái lõi đồng dây dẫn, một cái hệ số S tương ứng, một cái tiết diện hệ số A chỗ này là tiết diện theo tính theo cm vuông hoặc là mét vuông gì đó, là tương ứng với một cái sợi dây đồng to như vậy. Nếu người ta tăng lên 100W thì dòng điện lúc này nó sẽ lên là 100W, đây nó lên là 10A. Và 10A thì cái sợi dây đồng này để chịu được cái tải 10A thì sợi dây đồng nó phải to lên gấp 10 lên. Đấy. Và do đó nó tốn đồng, nó tốn dây dẫn. Mà chúng ta biết cái hệ thống mạng điện trên cả thế giới mình cái chiều dài rất là kinh khủng. Do đó làm sao để mà cùng một công suất 10W hoặc là 100W hoặc là 1.000W hoặc là 1.000.000W, đấy, cùng một công suất mà chúng ta có thể tiết kiệm được nhất có thể, ở đây là bài toán kinh tế, thì người ta mới nghĩ ra một cách là nếu mà cùng giữ một công suất này mà muốn tiết kiệm được đồng thì tôi sẽ tiết kiệm cái chỗ dòng điện chỗ này, tôi sẽ làm sao giảm cái Y này xuống thấp nhất có thể. Như vậy thì công thức nó như vậy thì mình chỉ còn cách là gì? Mình tăng cái U lên thôi. Nếu như chúng ta tăng U lên là 100V chẳng hạn, thì với 10W này ta chỉ cần có 0.1A thôi, và dòng điện nó nhỏ xuống thì đồng nghĩa với dây đồng nó cũng nhỏ theo, rất là tiết kiệm đồng ở đây. Đấy. Nếu mà người ta tăng lên đây 1.000V thì dòng điện càng nhỏ nữa. Đấy. Nhưng nó chỉ có một cái vấn đề phát sinh ở đây là nếu như chúng ta tăng U lên thì đồng nghĩa với cái việc là nguy hiểm cho cái người sử dụng. Tại vì điện áp theo các cái khảo sát điều tra của người ta thì khoảng 65V AC trở lên là gây ra cảm giác giật cho con người, và nếu cao hơn nữa thì con người càng bị giật cao hơn nữa, là gây ra các cái tai nạn về điện rất là nguy hiểm cho tính mạng và sức khỏe của con người. Cho nên chỗ này người ta phải cân nhắc là tăng một cái mức vừa phải để đảm bảo cho con người có thể sử dụng được, mà đồng thời là tiết kiệm được cái lượng đồng, tiết kiệm được cái kinh tế trên cái đường dây vận chuyển ở đây.
Như vậy thì ban đầu người ta chọn các cái điện áp 65V để an toàn, và sau này người ta chọn lên là 110, 120 và hiện nay là 220. Đấy. Thì các cái tiêu chuẩn điện tùy theo từng nước khác nhau mà người ta sẽ chọn. Ví dụ như một số nơi ở Mỹ người ta chọn 110, ở Nhật người ta chọn 110, ở Việt Nam mình hay các nước châu Âu, Đức người ta chọn là 220, có nơi là 240V. Đó là tùy theo từng nước, tùy vào đặc điểm kinh tế và tình hình của từng nước thì người ta sẽ chọn sao cho cái điện áp nó phù hợp với cái việc sử dụng của mình. Đó là lý do chính mà người ta phải suy xét xem là người ta phải chọn lựa xem, người kỹ sư á là phải chọn lựa xem là dòng điện nó phải nhỏ nhất có thể. Vậy thì trên cái đường dây truyền tải điện á các bạn, người ta sẽ dùng một cái gọi là cái step up, tức là một cái nâng áp lên. Và hiện nay từ nhà máy sản xuất ra người ta nâng lên hàng mê, tức là hàng triệu vôn, hàng megavolt. Sau đó người ta truyền dẫn trên các đường dây và người ta sẽ hạ áp xuống các cái bộ step down đây. Người ta hạ điện áp xuống cho các cái khu vực dân cư hoặc là các cái cụm công nghiệp, thì tùy theo nó có đường cao thế, đường trung thế, đường hạ thế và tới cái đường dân dụng của chúng ta hiện nay là nước mình là 220V. Đấy, đây là lý do chính mà người ta sử dụng điện AC thay cho điện DC. Một cái lý do phụ thứ hai là khi mà chế tạo các máy móc sử dụng điện á, do đặc thù AC nó là một cái thiết bị, nó là một cái tín hiệu hình sin. Thì tín hiệu hình sin đó chính là tín hiệu một vật thể gì đó chuyển động hình tròn mà chúng ta chiếu lên thời gian. Thì nếu mà một vật chuyển động hình tròn thì chúng ta dễ dàng hình dung ra là đó chính là các cái trục của các cái motor nó quay xung quanh một cái trục nào đó. Do đó là cái việc tạo ra điện, ví dụ như chúng ta sử dụng các cái năng lượng gió, năng lượng sóng và các cái năng lượng nước chẳng hạn, chúng ta tạo ra một cái chuyển động, chúng ta nhờ các cái ngoại lực đó nó đẩy một một cái cánh, một cái quạt gì đó, một cái cánh tay gì đó để chuyển động theo một cái hình tròn, và từ đó ta có thể tạo ra cái năng lượng điện, thì nó rất là dễ dàng hơn so với việc tạo ra một cái điện DC phẳng như thế này. Đó, đó là cái lý do phụ mà người ta sử dụng điện AC tối ưu trong cái việc chế tạo các cái máy móc ứng dụng. Các bạn có thể đọc thêm về lịch sử phát triển của ngành điện để các bạn thấy là người ta vẫn có hai nhánh. Một nhánh người ta sử dụng các cái thiết bị máy móc xoay chiều là điện AC, và một nhánh người ta sử dụng các cái máy móc và DC. Và các bạn có thể thấy trong cái quá trình nghiên cứu thì điện DC về mặt cấu tạo máy móc phức tạp hơn điện AC rất nhiều lần nha. Rồi chúng ta qua cái phần tiếp theo là những cái đặc trưng của điện AC. Thì như nãy mình nói, điện AC là tín hiệu điện biến đổi theo thời gian với cái toán học mô tả của nó là hình sin hoặc là hình cos. Đấy, trong định nghĩa thì người ta dùng hình sin. Vậy thì vấn đề nó phát sinh ra ở đây là nếu như sử dụng hình sin như thế này thì tôi tính tiền điện rất là khó. Vì nếu như điện DC của mình chúng ta cứ lấy dòng nhân với lại áp thì nó sẽ ra là công suất là B, là tiền điện thôi. Còn ở đây thì chúng ta có thể để ý một điều là hiệu điện thế hoặc là dòng điện á, nó sẽ chạy lên chạy xuống như thế này. Và nếu như chúng ta cộng trung bình ra, chúng ta cộng trung bình ra ở đây là nếu chúng ta xét chiều dương như thế này, dương đây là âm, thì chúng ta cộng trung bình ra thì giá trị trung bình nó sẽ bằng không. Và điều này người ta không có tính toán được cái tiền điện, cái năng lượng tiêu thụ thông qua cái công thức trung bình được. Và do đó là trong điện DC người ta ít khi nào người ta sử dụng cái công thức trung bình này lắm. Biểu diễn ở dạng vi phân là sẽ cộng theo từng từng thời điểm với một cái khoảng thời gian delta t nào đó, là công thức tính tích phân này là chẳng qua là cộng cộng dồn lại trong một chu kỳ thôi. Đấy, hết một chu kỳ tới một chu kỳ tiếp theo thì nó cũng giống như vậy. Rồi, như vậy thì để mà tính toán điện DC thì người ta dùng công thức trung bình đơn giản, còn điện AC thì người ta phải tính thông qua một cái việc là chỗ này là âm, thì người ta phải làm một cái thao tác là người ta bình phương nó lên rồi lấy căn lại, tức là người ta phải đảo cái dấu trừ này thành cái dấu cộng, rồi sau đó người ta mới cộng trung bình lại. Cái phép bình phương rồi lấy căn lại đây
người ta đặt là giá trị hiệu dụng, hay là tiếng Anh nó gọi là root mean square, để nhằm cho người ta tính cái tính toán các cái công suất tiêu thụ qua cái mạch điện của mình. Ví dụ như trang web sau đây, họ mô tả dòng điện AC và điện DC như thế này, giống như một cái cưa bandsaw, là cái motor nó sẽ chạy và tạo ra cái cưa cắt gỗ ở đây. Thì dòng điện DC nó giống như cái bandsaw này, tức là cái cưa bàn này, là motor chỉ quay một chiều và cái lưỡi cưa nó chỉ cắt một chiều thôi, nó tạo ra cái lực cắt lên miếng gỗ chạy theo đúng một chiều này. Còn đây có cái cưa nhưng cũng dạng thứ hai là jigsaw. Jigsaw thì cái lưỡi cưa chạy lên chạy xuống, chạy lên chạy xuống theo một cái chu kỳ nào đó, thì chu kỳ chạy lên và chu kỳ chạy xuống nó đều tạo ra cái lực cắt hết. Thì dòng điện AC nó cũng giống giống, nó cũng có cái hiệu ứng tương tự như vậy, tức là nửa chu kỳ dương, điện là dương, là do mình chọn cái chiều là gọi là dương thôi, chứ chẳng qua là dòng điện thì nó cái electron thì nó cứ chạy từ bên đây qua bên kia của cái cực tạo cái hiệu điện thế thôi, chứ nó đâu biết là dương hay âm. Dương âm là do mình gọi thôi nha. Đó thì chiều chạy chiều này và chiều chạy chiều kia của dòng điện nó đều tạo ra công hết, đều tạo ra cái lực cắt lên gỗ ở đây hết. Đó thì cái đây là cái minh họa rất là hay cho dòng điện AC và dòng điện DC của mình. Rồi, một cách nhìn điện giá trị RMS là giá trị hiệu dụng. Đó là giá trị hiệu dụng thì nó sẽ tạo ra cái hiệu ứng tương đương đối với một cái tải khi mà chúng ta đặt cái tải đó vào điện DC. Ở đây người ta đưa ra cái hình ví dụ là tôi có một cái dòng điện 5 A đặt lên một điện trở 2 ôm, nó sẽ tạo ra công suất là 50W gì đó. Thì với cái nguồn là DC là 10V. Như vậy thì với một cái nguồn điện AC tương ứng là 10, giá trị hiệu dụng là 10V, chạy qua dòng điện là 5 A thì nó cũng tạo ra được công suất 50W này. Có nghĩa là 50W đặt trên tải trong hai trường hợp là tương đương với nhau, thì giá trị mà dòng điện hiệu dụng hoặc là áp hiệu dụng nó sẽ tương đương với cái công suất sinh ra của điện DC như vậy. Hay là chiều cộng mình cũng phải tính vô công suất, và chiều trừ ở đây mình cũng phải tính vô công suất luôn. Và biểu diễn toán học nhắc lại nó là bình phương lên để nó mất cái dấu trừ này đi, sau đó nó lấy căn trở lại. Đấy, nó lấy căn để nó lấy một một lần giá trị thôi. Rồi, chúng ta cùng tìm hiểu qua một số cái chỉ tiêu nữa, một cái số cái đặc trưng nữa của mạch điện AC. Thì đối với các mạch điện đơn giản thì nó là hình xiên như thế này, nhưng trong thực tế nó còn nhiều cái vấn đề phát sinh, thí dụ như là nhiễu, thí dụ như là những cái vấn đề về về tải quá độ hay là tải bất ngờ này kia vân vân. Nó làm cho cái dòng điện của mình á, là nó sẽ không có hình xiên một cách thuần túy nữa, mà nó sẽ là và gọi là bị méo nha các bạn. Đây là một trường hợp bị méo và đây là hai trường hợp bị méo. Thì làm sao người ta có thể đo đạc, làm sao người ta có thể phân tách những cái mạch điện với cái giá trị này đây? Bởi vì nếu chúng ta áp dụng hình xiên vô trong các cái quy tắc toán học á, mà chúng ta chuyển qua thực tế nó lại sai, nó lại méo như thế này á, thì là nó công thức của mình nó không còn đúng nữa. Như vậy thì người ta sẽ phân tách ra, như vậy với một cái dạng hình như thế này, một cái đường như thế này, thì người ta có thể phân tách nó ra làm hai cái hình xiên và cộng lại với nhau. Người ta gọi đây là sóng hài nha các bạn, người ta gọi là hài của nó, harmonic của nó, tức là một cái hình sóng biểu diễn như thế này, lặp lại theo chu kỳ. Người ta có thể phân tích ra là gồm nhiều cái hình xiên cộng lại với nhau để được cái dạng sóng thực tế như thế này. Ở đây các bạn thấy là đây là một cái sóng hình xiên, và đây là một cái sóng hình xiên có tần số cao hơn. Hai sóng này cộng lại thì nó sẽ ra cái đường hình xiên thực tế, màu đường nét liền đây. Hoặc là cái hình xiên này, cái sóng hai sóng này, một cái sóng rất là phức tạp đây, nó do nó bị nhiễu, do bị tải biến động gì đó, hoặc là tải có cuộn cảm gì đó, thì nó theo cái hình dạng này không phải là hình xiên, nhưng mà người ta phân tích được trong toán học, người ta tìm ra cái cách phân tích là nó sẽ gồm ba cái đường này cộng lại với nhau để nó ra được cái hình thực tế là cái đường liền đây. Đó thì cái phương pháp phân tích sóng hài cũng rất là hay. Trong các cái phép đo đạc thì mà người ta còn đưa ra các hệ số nữa, ví dụ như là hệ số form factor đây, hệ số méo dạng của hình xiên. Với hình xiên bình thường thì người ta sẽ định nghĩa là form factor là giá trị hiệu dụng chia cho giá trị trung bình, là bằng, nếu hình xiên thuần túy thì nó sẽ ra là 1.11. Còn nếu như sóng mà mình hình vuông, đây hình vuông thì form factor mình ra là 1 và hình tam giác là 1.15.
Vậy thì tùy vào cái dạng sóng sin này nó méo như thế nào thì mình người ta đo cái form factor để người ta biết là cái này nó có thuần sin hay không, hay là cái này nó bị méo như thế nào. Đó. Các bạn có thể đọc thêm trong các cái trang Wikipedia về form factor. Rồi, cái hệ số thứ hai nữa là crest factor hay là hệ số đỉnh. Thì hệ số đỉnh nó đo bằng cách là nó lấy giá trị hiệu dụng nó chia cho giá trị đỉnh nó chia cho giá trị hiệu dụng để xem coi cái hình sin của mình nè nó có nhọn hay không, và cái độ nhọn của nó như thế nào, tức là cái tín hiệu đỉnh của nó lên. Thường nó trong tín hiệu điện nó có một cái hiện tượng là bị gai. Đã, thì khi mà cái tín hiệu mà tần số nó cao á thì cái hệ số crest này nó cao lên. Người ta không người ta phải tìm ra những cái biện pháp biểu diễn bằng toán học để người ta phân tách, người ta tính nó ra. Như vậy thì người ta đưa ra một cái hệ số gọi là crest factor để người ta tính. Các cái crest factor này thường các bạn mở cái đồng hồ đo ra các bạn sẽ thấy về crest factor nó ảnh hưởng tới thiết bị như thế nào. Mình xin chia sẻ lại một hai cái clip mà các công ty thiết bị đo người ta giới thiệu về cái crest factor nó ảnh hưởng như thế nào đối với thiết bị đo. Các bạn xem thử, mình sẽ thuyết minh. Rồi, trong cái video clip này của hãng Flucare thì các bạn có thể thấy là người ta đo một cái thiết bị một cái tải nào đó thì người ta có ghi một cái công nghệ gọi là True RMS, tức là đo được cái giá trị thực của nó. Thì người ta đưa ra là nếu như chúng ta có cái thiết bị đo thực á thì nó sẽ giảm cái sai số của phép đo đi rất là nhiều. Bạn thấy thấy đây. Giá trị người ta bảo là định nghĩa giá trị về RMS là cái nhiệt phát ra qua một cái điện trở tương đương với cái tải này. Nếu như các cái thiết bị mà không có công nghệ True RMS á, thì họ sẽ tính cái giá trị trung bình này, tức là họ chỉ đo được giá trị trung bình sau khi mà họ chỉnh lưu lại cái dòng điện của mình, tức là dòng điện vào họ dùng một cái mạch họ chỉnh lưu, sau đó họ đo cái giá trị trung bình của dòng điện đó, rồi họ suy ra cái giá trị hiệu dụng của mình bằng cái công thức là 1.1 nhân với giá trị trung bình. Thì các bạn có thể thấy là nếu như mà tín hiệu mình hình sin thì nó đúng, còn tín hiệu mình không phải hình sin thì cái số chỗ này không phải là 1.1 nữa. Thì cái công nghệ mà đo như vậy, cái công nghệ mà đo mà giả tưởng mà giả thiết như vậy á, và giả thiết cái tín hiệu vào hình sin á thì nó chỉ đúng cho hình sin thuần túy thôi, còn các cái tín hiệu mà hình sin không có đúng nữa, méo chẳng hạn, thì cái thiết bị đo mà nhân với 1.1 thì nó gây ra sai số. Đấy. Đây. Đây, thí dụ như là tín hiệu dạng này chẳng hạn. Nếu dạng này thì cái giá trị đúng của RMS nó phải tính ra là thí dụ như 1.85 nhân giá trị trung bình. Mà cái công thức của cái máy đo mà không có công nghệ True RMS thì nó chỉ nhân với 1.1 thôi. Đây, nó làm cho cái việc sai số này là tới 40% lận. Nó sai mất. Và khi đó chúng ta người kỹ sư người ta đo vô người ta thấy người ta sử dụng các cái cầu chì hoặc cái thiết bị bảo vệ mà theo cái đồng hồ đo sai thì nó làm cho cái việc sử dụng cầu chì hoặc là các cái mạch điện của mình nó thiết kế không có được đúng nữa. Đấy, nó rất là nguy hiểm. Cho nên là nhà sản xuất ở đây người ta nhấn mạnh về cái việc mà máy của họ có thể đo được những cái dạng sin hoặc là sin bị méo như thế này, sin bị méo như thế này đó, và họ đo đúng cái giá trị hiệu dụng của cái tín hiệu của mình. Đây các bạn thấy không? Thì họ họ đo vẫn đúng nha, chứ còn cái công nghệ mà dùng chỉnh lưu rồi đo lại giá trị trung bình rồi nội suy lại cái giá trị RMS thì áp dụng cho các trường hợp bị méo này là sai sai rất là nhiều luôn. Đấy. Thì chúng ta cùng tìm hiểu qua các cái phần phân tách và tính toán cho mạch điện AC. Như vậy thì người ta phân tách ra các cái dạng tải nó gồm là điện trở. Thì nếu như chúng ta đặt một điện trở vào thì các định luật DC của mình, điện DC của mình đều áp dụng được, với cái việc áp dụng là trên cái vi phân thôi, tức là chúng ta xét tại một thời điểm nào đó thôi thì nó sẽ đúng nha các bạn. Như vậy thì nếu người ta đưa một cái điện trở vào thì chúng ta cũng có là gì?
Dòng điện chạy qua cái điện trở này thì nó bằng là hiệu điện thế chia cho cái giá trị điện trở đó. Với cái hiệu điện thế chia cho điện trở, người ta tính theo trong một cái thời điểm nào đó thôi. Tức là ở đây U mình chính xác là U theo một cái thời điểm T nào đó thôi, chứ không phải là giá trị trung bình, cũng không phải là giá trị hiệu dụng. Đấy. Vì thì Y tại một thời điểm nó sẽ bằng là V tại một thời điểm chia cho R. Nếu mà V là U đặt lên là một cái giá trị xoay chiều hình sin là Vm sin omega t đây, thì chúng ta cũng có được Y nó cũng biến đổi theo thời gian t theo hàm sin. Đấy. Đó là cơ bản về cái phép tính toán. Như vậy thì nếu mà xét công suất thì một lần nữa người ta cũng định nghĩa B nó bằng U nhân Y, nhưng ở đây là U và Y nó tại một thời điểm nào đó và B của mình cũng tại một thời điểm nào đó luôn nha. Nếu chúng ta muốn tính B mà trung bình hoặc là RMS của B như thế nào đó thì chúng ta tùy chúng ta tính. Đấy, rồi như vậy thì đối với điện trở, chúng ta trở lại bài toán, và đối với điện trở thì đây là U và đây là Y, thì ta nhân ra công suất nó sẽ là U nhân với Y, cái nhân hiệu điện thế lên thôi. Đấy. Nếu mà phép tính chi ly thì ta cũng có là công thức của tính B nó như thế này. Mình sẽ tìm hiểu kỹ hơn thông qua các cái bài tập sau. Một cái dạng tải thứ hai là cuộn dây. Thường chúng ta thấy các cái motor, các cái động cơ đó, nó chính là cái cuộn dây đó các bạn. Thì cuộn dây mình nhắc lại là trong cái chương trình vật lý của mình rút ra cơ bản là gì? Cái quy luật của Henry tìm ra là gì? Hiệu điện thế đặt lên cuộn dây, tức là một cái giá trị V, một cái giá trị U đặt lên cuộn dây đây, nó sẽ bằng một cái hệ số. Đấy, hệ số này người ta gọi là L, được chưa? Hệ số L người ta đặt tên cho đơn vị của L là Henry luôn đó, để tưởng nhớ Henry, ông Henry, nhà phát minh. L nhân với lại DI chia DT, vật lý ở đây nó sẽ biểu thị là vận tốc thay đổi của Y theo thời gian. Đạo hàm của một cái giá trị nào đó theo thời gian thì là vận tốc của nó đó. Thì cái quy luật này là do người ta đã tìm ra, người ta đã thí nghiệm ra, chúng ta áp dụng lại trong môn học này. Rồi, có một tải L, chúng ta tính dòng điện Y thì chúng ta làm sao? Chúng ta dùng công thức thôi, là chúng ta đẩy cái DT này lên và kéo L xuống. Đấy, ta đẩy DT lên kéo L xuống. Như vậy thì ta sẽ có giá trị là DI, nó sẽ bằng là gì các bạn? Bằng là 1 chia L, 1 chia L nhân với lại V, V đây, nhân với lại DT, nhân với lại DT. Mà V là bằng giá trị này, V bằng giá trị này là Vm sin này. Rồi bây giờ chúng ta muốn tìm Y, muốn tìm Y, ở đây ta có DI, ta muốn tìm Y thì ta làm sao? Ta lấy tích phân. Ta lấy nguyên hàm, ta lấy tích phân nó trên một chu kỳ thì ta sẽ tính được dòng điện qua, ta lấy tích phân thôi, tích phân đây của một cái hàm sin đây nè. Đó, thì ta lấy tích phân của một hàm sin omega t đây thì ta sẽ tìm được dòng điện Y. Và sau khi mà sử dụng các cái công thức toán học nguyên hàm này kia, ta có cái công thức Y như thế này, thì ta thấy là sau khi tính toán xong thì Y nó sẽ là lệch trừ pi chia 2 so với lại là V đây. Biểu thị trên đồ thị toán học là đây là hàm V của mình và đây là lệch pi chia 2 là 90 độ đó, thì nó lệch đi 90 độ đây. Và do đó cái công suất mà khi ta tính toán theo B bằng U nhân Y á, thì các bạn thấy là đây là dấu trừ, vì chúng ta tính đây là Y B dấu trừ đây, xuống xuống đây nè, đó y dấu trừ nhân với lại V thì ra trừ, đây là cộng, đây là trừ, đây là cộng. Và một lần nữa, nếu chúng ta tính công suất trung bình trên thiết bị là L này thì ta thấy là cộng với trừ đây mình cộng lại là nó thành zero. Hoặc là chúng ta có thể đưa công thức toán học vô U nhân với Y chỗ này nè, V nhân với Y, chúng ta tính cho thử hai cái sin nhân nhau, chúng ta tính tích phân một hồi thì nó ra bằng zero. Bằng zero. Điều này không có nghĩa là cái motor nó không có tiêu tốn công suất, mà thật ra là nó tiêu tốn công suất, nhưng do cái cách tính cộng trừ của mình á, thì ở đây là cũng tiêu tốn công suất nhưng mà mình ghi là dấu trừ, và ở đây cũng tiêu tốn công suất nhưng mà mình ghi là dấu cộng, hai cái này nó cộng lại về mặt toán học bằng không, nhưng ở đây nó vẫn tiêu tốn công suất nha các bạn, và ở đây vẫn tiêu tốn công suất. Đấy, tính đúng ra mình phải cộng hai anh này lại với nhau, cộng hết những phần tiêu tốn công suất lại với nhau, không có tính chiều.
giống như cái cưa đẩy lên cũng là có phát cong ra để cưa cái miếng gỗ, và đẩy xuống nó cũng phát cong cưa miếng gỗ. Một cái tải thứ ba là tụ điện C. Thì tụ điện C do cái ông Coulomb ở bên phương Tây người ta thí nghiệm ra đó, thì nó có quy luật là dòng điện qua cái tụ điện C là IC thì nó bằng một cái hằng số C đặt tên đơn vị luôn là farad đó, nhân với lại du chia dt, tức là vận tốc thay đổi hiệu điện thế theo thời gian nha các bạn. Thì mình không trình bày lại cái quá trình người ta phát minh ra công thức này trong cái video clip, các bạn đọc thêm trong tài liệu dùm. Ở đây mình chỉ sử dụng công thức này thôi, và do đó người ta sẽ tính lại cái người ta tính lại bằng cách là người ta đưa công công thức vô thôi. Ở đây đạo hàm của Vm sin đạo hàm sin thì thành cos, và do đó là nó thành là sin omega t cộng với lại pi chia 2. Đây hồi nãy là l thì trừ, thì c đây nó cộng pi chia 2 đây. Đấy, thì một cái là sớm pha, một cái là trễ pha y so với u. Cái này mình cũng đã tìm hiểu qua chương trình phổ thông nhiều rồi, ở đây mình chỉ nhắc lại thôi chứ không phân tích sâu vô trong cái tại sao nữa. Một lần nữa thì u và y nó lệch pha với nhau là pi chia 2, ở đây là y sớm pha hơn u. Do đó là khi chúng ta tính công suất B thì nó cũng có một phần dương và một phần âm này. Nếu cộng trung bình lại thì nó cũng ra bằng zero luôn. Zero đây không có nghĩa là nó không tiêu thụ công suất, mà nó do cái dấu nó cộng lại nó mất, nó bằng không thôi nha. Tóm tắt lại là đối với phương pháp phân tích bằng đại số thông thường thì ta có các công thức tính tích phân, vi phân. Thì chúng ta cùng tìm hiểu cái sự phức tạp của phương pháp phân tích như vậy qua cái việc giải một cái bài ví dụ như thế này. Tôi có một nguồn điện xoay chiều đặt lên ba tải R, L, C mắc nối tiếp, và người ta hỏi xem là dòng điện như thế nào và công suất như thế nào qua ba cái thành phần tải này. Vậy tôi sẽ áp dụng các cái phương pháp điện DC trước đây tại một cái thời điểm delta t nào đó, ba tải mắc nối tiếp, cho nên tôi sẽ có dòng điện y của cả mạch, nó sẽ bằng là y qua r bằng là y qua l, tại vì mắc nối tiếp mà, y qua l bằng y qua c. Đấy. Và điện áp v của nguồn là một cái hàm sin nào đó thì nó sẽ bằng là rơi áp qua ba thành phần này cộng lại với nhau, tức là bằng v R cộng cho VNL, VNL đây cộng cho VC. Đấy. Ở đây tôi ghi cái giá trị viết thường, đây tôi ghi giá trị viết thường biểu thị là trạng thái tức thời của nó tại một thời điểm t nào đó nha. Đây nó sẽ bằng nguồn vào là một hình sin là một cái giá trị VM nào đó maximum nhân với lại sin của một cái tín hiệu omega t nào đó, 100 pi t hay là 200 pi t gì đó, ở đây mình ghi là omega nhân t thôi. Đấy. Đấy, giá trị này chúng ta biết rồi. Như vậy thì trở lại định nghĩa chúng ta sẽ có là gì? VR thì theo định lực ôm nó là IR nhân với lại R, R nhân với lại I qua R chính là dòng điện I của mình luôn, cộng cho VNL. VNL đây là bằng L, một cái hệ số nào đó L đây, nhân với lại D của I đó, chia cho DT. Đấy, DI chia DT. Còn VC, VC đây chúng ta có IC bằng C nhân với lại DU chia DT. Như vậy thì chúng ta phải tính đây là OD là đạo hàm, chúng ta phải tính nguyên hàm để chúng ta có C lại. Chúng ta chuyển C xuống dưới, chuyển DT lên, như vậy chúng ta sẽ có nguyên hàm của tích phân của 1 chia cho C, chuyển C xuống dưới, IC thì bằng I nhân với lại DT đây. Đấy, nhân với lại DT. Thì tất cả những cái này nó bằng cái giá trị V, bằng giá trị V theo thời gian của mình, chính là VM sin của omega t đây. Như vậy chúng ta đã có được một cái phương trình vi phân bao gồm là hàm y chưa biết và cái biến của hàm là t. Chúng ta giải cái phương trình vi phân này để chúng ta được là giá trị y bằng bao nhiêu.
Giải. Và cái việc giải này là vi phân bậc 2 rồi, việc giải nó cũng không có nhanh chóng gì lắm, chắc cũng phải một trang giấy với các cái phương pháp. Thì trong tài liệu người ta đã phân tích cái phương pháp này rồi, người ta đã giải ra từng bước cái tính y như thế nào rồi và nó khá phức tạp. Các bạn xem thêm trong tài liệu giùm mình. Vì cái việc mà tính toán phương trình vi phân này nó không phức tạp, cho nên cái phương pháp mà phân tích như thế này, phương pháp phân tích theo phương trình vi phân như thế này, người ta không ứng dụng trong thực tế nha. Rất tôi hầu như là không thấy ứng dụng trong thực tế luôn, vì cái khối lượng tính toán nó quá nhiều. Chúng ta cùng tìm hiểu thêm một cái ví dụ thứ hai nha. Tôi cũng trích trong cái tài liệu textbook của mình ra, ở đây nó có cái đáp số, khi mà người ta cũng cố gắng người ta giải thử cái phương trình vi phân ra, người ta ôn lại kiến thức toán chút xíu đó. Đây mình chỉ dẫn cái phương pháp làm thôi, còn cái việc giải cụ thể nhà các bạn có thời gian rảnh chúng ta làm thêm. Tôi cho một cái giá trị V là một cái nguồn đặt vào ba cái tải mắc song song này, giờ hỏi tính coi là mỗi cái dòng điện nhánh này bằng bao nhiêu. Đó. Như vậy thì ta có gì mấy bạn? Như vậy ta có là dòng điện tổng tại một thời điểm nào đó là I, nó sẽ bằng là IR cộng IL cộng IC. Do đây là ba cái tải mắc song song với nhau, ta ghi lại I thì bằng là I qua R cộng cho I qua L cộng cho I qua C. Vậy ta áp dụng các công thức tính IR, IL, IC vào thôi. IR thì theo định lực ôm nó sẽ bằng là U, U đây chính là V luôn. V là hàm sin 100 sin 5000T cộng pi chia 4 nè, chia cho giá trị R là một con số nào đó mà mình biết ở đây là 25 ôm nè. Đấy. Rồi, cộng cho cộng với lại IL thì ta áp dụng công thức hồi nãy qua cuộn dây, tức là VL bằng L DIL chia DT. Ở đây ta cần tìm y thì ta tính tích phân thôi. Đó chính là tích phân của 1 chia L nhân với lại là V, UL đây là V nhân với lại DT. Đấy, ta tính tích phân. Rồi, cộng với lại IC thì IC là bằng là C, một hàng số C là 30 microfarad nè, nhân với lại là D của U. U đặt lên C lúc này cũng là V luôn, chia cho DT. Đấy. Rồi, ta có dòng điện I qua các cái thành phần này. Thì chúng ta có V là bằng 100 sin đây. Thì ta giải ta giải phương trình vi phân này ra, ta sẽ tính được dòng điện I này. Và trong sách họ giải, họ cũng cố gắng làm khoảng 2 tiếng hoặc là 3 tiếng gì đó, họ cũng giải ra cái kết quả này. Các bạn thử ôn lại kiến thức giải phương trình vi phân bậc 2 thử xem chúng ta có thể giải được cái này hay không. Rồi, chúng ta có một số cái bài tập để chúng ta ôn lại. Trong đây nó có những cái kiến thức như là công suất là B bằng U nhân Y cos phi này kia vân vân. Các bạn xem lại cái kiến thức phổ thông của mình để chúng ta làm. Đa số các bài toán ở đây rất là dễ, là từ một cái nguồn chúng ta tính toán công suất và dòng điện qua thôi. Các bạn có thể sử dụng các phương pháp nào mà mình đã từng học để các bạn giải ra. Ở đây chủ yếu là ôn lại cái kiến thức và cũng có cho những cái phần đáp số ở đây để các bạn kiểm tra lại một số cái bài tập đơn giản chúng ta đã từng làm ở phổ thông rồi. Thì video clip đến đây cũng dài, xin hẹn các bạn lại video clip tiếp theo. Trong video clip tiếp theo này mình sẽ trình bày cái phương pháp sử dụng số phức để giải mạch điện AC rất là gọn gàng và nhanh chóng và dễ dàng nữa, không phải sử dụng các phương pháp giải phương trình vi phân phức tạp và dài dòng này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Thank you.